iPhone 12 Pro Max gặp lỗi không nhận được tin nhắn. Vì sao iPhone 12 mini bị gãy lạnh? Google Photo sắp tính phí người dùng. iPhone 13 sẽ sử dụng màn hình tiết kiệm pin. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với D Channel và mình là Thảo Sang. Vừa rồi là 4 tin chính mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Và mình nghĩ rằng là những iPhone nhà táo chắc chắn không thể nào bỏ qua bản tin trong ngày hôm nay được. Và ngay bây giờ hãy cùng mình xem tiếp video. Và tin đầu tiên đó chính là iPhone 12 bị lỗi khi không nhận được tin nhắn. Phải nói là rất buồn, cực kỳ buồn luôn, khi mà sự mong đợi của người dùng dành cho iPhone 12 rất là nhiều, vậy mà sản phẩm ra mắt lại bị lỗi. Trong một diễn đàn gần đây nhất ấy, thì rất là nhiều người dùng phản hồi về việc mà iPhone 12 gặp lỗi kỹ thuật là bởi vì cái ứng dụng tin nhắn ấy không nhận được tin nhắn cũng như là không hề nhận được thông báo. Và thực ra là vấn đề này thì người dùng cũng đã gặp phải khi mà cài đặt iOS 14. Và cả phiên bản 14.1 và 14.2 thì người dùng đều gặp phải. Và vấn đề này đã được khắc phục bằng cách là người dùng sẽ khôi phục lại cài đặt gốc. Nhưng mà các bạn nghĩ xem, một chiếc flagship và người dùng thì đợi quá lâu, nhưng mà Apple ra mắt thì lại gặp lỗi, vậy thì có đáng để chấp nhận hay không? Và bản tin thứ hai đó chính là iPhone 12 mini bị gãy lạnh. Và bằng chứng đó chính là sau 2 ngày khi mà Apple ra mắt mở bán thì tại Việt Nam vẫn chưa có một chiếc iPhone 12 mini nào cả. Và đây là một điều không hề có và chưa từng có luôn ở các dòng iPhone trước đó. Vậy thì hãy cùng Thảo Sang xem tiếp video để biết tại sao chiếc iPhone 12 mini lại không được người dùng chào đón cho lắm. Mới đây nhất thì trên các diễn đàn công nghệ nổi tiếng đã có rất nhiều người dùng phàn nàn về lỗi kỹ thuật của chiếc máy. Cụ thể là khi ở trạng thái khoái thì chiếc máy không nhận và phản hồi các tác vụ như là mở camera, bật đèn pin hay là vuốt lên để vào màn hình chính. Có một số giả định cho rằng nguyên nhân là ở phần mềm và sẽ được Apple khắc phục ở bản cập nhật iOS mới nhất. Nhưng mà đó cũng chỉ là nhận định từ phía người dùng thôi. Còn từ phía Apple thì hiện tại vẫn chưa có một bình luận nào về lỗi trên cả. Và nếu như mà không có lỗi trên thì thật ra là iPhone 12 mini cũng không được người dùng quan tâm cho lắm, là bởi vì kích thước màn hình cực kỳ bé luôn ấy. Màn hình chỉ là 4.7 inch thôi, so với những thế hệ trước thì đây là một chiếc điện thoại với kích thước màn hình nhỏ nhất của iPhone. Vì vậy là những cái thao tác như là mình nghĩ như là xem phim này, lướt web hay là chơi game thì nó sẽ không thoải mái và thích cho lắm đâu. Và bản tin thứ ba đó chính là Google Photo sắp phải tính phí người dùng. Em ơi, buồn ghê. Tại vì tại thời điểm hiện tại ấy, thì mình thấy là Google Photo là một trong những cái dịch vụ mà sao lưu hình ảnh tốt nhất tại thời điểm hiện tại luôn. Là bởi vì cái tốc độ sao lưu nhanh nè, cũng như là nói chung là miễn phí thì cái nào miễn phí là ngon rồi đúng không nhỉ? Nhưng mà cũng rất đáng để buồn là bởi vì từ ngày 1 tháng 6 2021, Google Photo sẽ tính phí khi mà chúng ta sao lưu hình ảnh ở cái tùy chọn, đó chính là nâng cao. Hiện tại ấy, thì Google có hai tùy chọn sao lưu, đó là bao gồm chất lượng gốc và chất lượng cao. Và thật tuyệt vời là ngay tại thời điểm hiện tại thì hai tùy chọn này không hề tốn tiền, hoàn toàn miễn phí luôn. Nhưng mà cũng cực kỳ đáng buồn là bởi vì vào ngày 1 tháng 6 2021 thì khi mà chúng ta sao lưu hình ảnh ở chất lượng cao thì sẽ bị tốn phí đó nha. Và hiện tại ấy, thì mỗi tài khoản người dùng có thể sử dụng miễn phí là 15GB, bao gồm các dịch vụ như là Drive này, Photo, Mail và các tài liệu khác. Ngoài ra thì hiện tại Google Photo cũng có các gói tối đa là 1.125.000 đồng trên một tháng đối với dung lượng 10TB, và gói rẻ nhất đó chính là 450.000 đối với dung lượng 100GB. Mình thấy là cũng khá là rẻ đó. Bên cạnh đó thì cũng có những dịch vụ lưu trữ hình ảnh khác như là iCloud của Apple này, OneDrive của Microsoft nữa, và tất cả đều không miễn phí lưu trữ, không giới hạn. Và tính cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là iPhone 13 sẽ sử dụng màn hình tiết kiệm pin. Em ơi, khi mà iPhone 12 mình còn chưa được cầm trên tay mà Apple đã chuẩn bị cho iPhone 13 rồi. Và nếu như mà tin đồn này đúng á thì eo ơi, các iPhone nhà táo chắc là sẽ rất là mong đợi vào chiếc iPhone 13 luôn đây. Màn hình LTPO không chỉ hỗ trợ tiết kiệm mất pin sử dụng mà nó còn hỗ trợ tính năng Always On. Công nghệ này còn giúp cho màn hình OLED có khả năng là chuyển đổi linh hoạt từ 1Hz khi mà máy để ở chế độ Always On để chúng ta có thể tối ưu thời gian pin, và 120Hz khi mà máy ở chế độ chơi game. Và thật ra thì trước đó cũng đã từng có tin đồn là iPhone 12 sẽ trang bị tần số quét là 120Hz. Em ơi, thế nhưng mà khi mà Apple ra mắt thì không chỉ Thảo Sang đâu, mà các iPhone nhà táo cũng rất là buồn, là bởi vì không hề có 120Hz như những tin đồn trước đó. Là bởi vì cái lượng pin của iPhone 12 nó không đáp ứng được. Và nếu mà iPhone 13 có 120Hz thì Thảo Sang nghĩ là đáng lẽ chúng ta phải đợi đó.
Vừa rồi là mình cũng đã điểm qua cho các bạn 4 tin chính trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng những bản tin trên sẽ là những bạn thích thú. Và các bạn ơi, không biết là ở đây có ai đã đang sử dụng iPhone 12 không nhỉ? Và nếu có thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Và các bạn đừng quên là tất cả các chi nhánh của Di Động Việt trên toàn quốc đã có tất cả những cái phiên bản của iPhone 12. Các bạn có thể ra cửa hàng để tham khảo cũng như là sắm cho mình một chiếc iPhone 12. Và cuối cùng là các bạn đừng quên like, share cũng như những nút theo dõi mình và Digital bây giờ thì. Bye bye.